我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻。chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới các bác đam mê audio trên toàn quốc một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Bose với tên mã là Bose PLS 1410, và cặp loa đi theo là một trong những cặp loa toàn giải rất là danh giá và nổi tiếng của hãng, đó là Bose 125. Bộ dàn này về hàng bên em với hình thức rất là đẹp và nó kèm một cái remote học lệnh đủ tính năng đi kèm với mức giá là 13 triệu cho anh em tham khảo luôn. Bây giờ sẽ tiến hành giới thiệu về cái đầu máy Bose 1410 và đi kèm là một cặp loa 125, một trong những cặp đồng trục toàn giải cao nhất hiện tại của hãng trong cái phân khúc dòng Advanced Sound của Bose. Và ở giữa đây chúng ta có một đầu máy Omni Receiver CD PLS 1410 được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea, xuất cho thị trường Nhật, vì thế nó sử dụng nguồn điện là 100V. Các bạn có thể thấy là chiều rộng tổng thể của Bose 1410 nó sẽ rộng khoảng 30cm, chiều sâu của nó khoảng 35cm và chiều cao vào khoảng 15cm. Bose 1410 được sử dụng, được nghiên cứu từ những cái sản phẩm như là Bose 1210, 1310 và đây là Bose 1410. Phía trên nó thì vẫn còn Bose 1510 và 1610. Đây là một bản đầu máy Omni Receiver CD cuối cùng của dòng 4 số. Sau đó Bose 1510 và 1610 họ đã trang bị thêm tính năng đọc DVD vào thời điểm đó. 1410 sử dụng một tấm panel nền đằng trước mặt nhôm phay và có sử dụng cái màu sắc đó là màu vàng chanh. Nó được thiết kế hai cái núm vặn rất là cân xứng, và đầu máy Bose 1410 này hàng về nguyên zin, và em đánh giá đầu máy này rất là mới và đẹp từ trước giờ mà bên Thanh Tâm Audio có, cũng như em đã nhìn qua tất cả những sản phẩm của các anh em. Núm vặn âm lượng và nút neck bài, cái nút xoay neck bài thì cũng có tác dụng trong cái tinh chỉnh anten AM FM. Các bác có thể thấy là nó được mạ, được ốp bởi hai cái má gỗ, má này thì là má giả gỗ thì đúng hơn, với cái viền, một cái viền rất là đẹp. Đây nó đúng như cái viền loa này, các bác có thể tham khảo này. Đó, nó sẽ trùng tông màu ở hai cái má này. Ngoài ra thì cửa đĩa CD cũng được nạm giả gỗ rất là đẹp với logo của Bose ở đây, hay chúng ta gọi là bow đấy. Ở hai cái vành núm tăng âm lượng và cái neck bài kia nó cũng được sử dụng má cái nát giả gỗ như thế. Cái phong cách này thì các bác có thể thấy trên đế đông Sigma với cái một vòng gỗ đỏ rất là đẹp. Các bác có thể thấy là logo Bose ở giữa sẽ được điểm nhấn cho chúng ta bởi một cái nền màu gỗ như này, và điểm và nó sẽ nổi lên, nổi bật lên như thế này. Trên 1410 tất cả những cái nút tùy chỉnh tính năng của thiết bị này đều được trang bị trên mặt máy, khiến các bác cũng không cần tới cái điều khiển này cũng có thể thao tác, cũng như là có đầy đủ những cái tính năng của bộ dàn 1410 này. Ví dụ như các bác có thể tăng giảm bát chép, EQ, cân bằng, ba lăng, tất cả trong nút function này. Và chúng ta sẽ thao tác nút function bằng cách như sau. Ví dụ chúng ta sẽ chọn này, các bác chọn đường vào này, chọn thời gian này, chọn speak EQ là những chế độ nhạc, ba lăng, cân bằng này, bát này. Sau khi đến bát, các bác ấn thẳng vào cái nút vào, ấn thẳng vào là chọn đó và vặn để tăng giảm. Nó chỉ tăng được lên 2 và trừ 6 bát. Đó, sau vậy các bác bấm tiếp sẽ là chép. Ok, các bác đợi một chút, đây chúng ta sẽ về cái chọn bản đây. Chép này, chọn vào này. Đó, chép dương 8 và âm 8. Đó, rất là hay, chúng ta có thể tăng chép lên 4 cũng được. Đấy, còn ngoài ra thì các tính năng như là open, close để ra đĩa này, stop và clear, cũng như là cũng như là cái chế độ play and spell đều được trang bị trên mặt máy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái nút tùy chỉnh nhanh về repeat, lặp lại đĩa này. Bên này chúng ta sẽ có hệ thống tắt nguồn và cái chuyển suộc về anten FM và AM. Ngoài ra thì bộ Bose này cũng được trang bị thêm
những cái cổng kết nối với những cái thiết bị bên ngoài như là em đầu em đi và đường chơi phono băng cối ấy, và một đường pre-out và một đường aux in để chúng ta có thể kết nối với điện thoại. Phía trên của 1410 thì được làm bởi mặt nâng bằng một cái nhôm và được tỉa rất là nhiều những cái khe để thoát nhiệt như thế này đây. Điểm đặc biệt ở trên 1410 này thì chúng ta cũng có thể sử dụng khai thác cái mạch giải mã của nó. Nó cũng trang bị cho chúng ta một cái đường giải mã digital in với cái dạng cáp quang và một đường out dạng cáp quang. Vì thế các bác có thể tương thích với cái hệ thống TV của các bác. Đấy là những gì mà trên âm ly số, một con âm ly hay của Bose 1410 mà họ đã thiết kế. Quay đến cặp loa 125, một cặp loa rất là đẹp mà em có nghiên cứu về cái thiết bị này. Trước đây ở shop cũng đã có một cặp loa này và nó còn được người Nhật độ thêm hệ thống 4 cái chân in rất là đẹp. Ngày hôm nay thì nó cũng về hàng một bộ khác như thế này. Các bác có thể thấy là nó được sẽ được giả hai cái má gỗ cùng tông màu với cả âm ly rất là đẹp. Và nó được sử dụng một củ loa toàn giải tiếng bass rất là sâu và chắc. Chúng ta sẽ có một cái thùng vách kết cấu hoàn toàn mới với cái thoát hơi đằng trước như đây, dòng Advanced Sound của Bose. Và cái kích thước của mạng loa toàn giải này của nó rơi vào khoảng 11cm và nó sử dụng một cái loại gân ngược hoàn toàn so với những cái loa thông thường. Chúng ta sẽ thấy gân nó nổi ra, nhưng đối với 125 này thì gân nó lại họ này là úp ngược lại. Đó, đây cũng là một trong những cái điểm nhấn cũng như một cái sự khác biệt với chất âm của Bose hướng tới người sử dụng. Và cái bộ dàn này nó hoàn toàn tương thích với không gian khoảng 25m2 trở lại và cái chất của loa Bose rất là đẳng cấp. Các bạn có thể chơi đa thể loại nhạc. Bây giờ em sẽ tiến hành test cho các bạn. Một đoạn dạo đầu của ICFI về cái nhạc bass, sau đó chúng ta sẽ test về những cái loại nhạc vocal rất là hay.
run run lỡ tia nắng hồng tàn mơ. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mơ dễ trong. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mai ta. Nụ thanh xuân còn nở bên đây, nơi sinh áo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sáng mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sáng mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành, và em sẽ cắt trái tim này nhớ nhung phút giây. Rất là tuyệt vời với củ loa toàn giải của Boss 1410. Bộ dàn này với mức giá là 13 triệu kèm khiển học lệnh đi kèm. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này thì hãy liên hệ tới số hotline để bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.